Ngọc, ngồi đây chờ cô một tí nhá. Khoan, cô đi tao lại cái. Minh Ngọc, con làm gì đấy? À, thì ra cái tô chè này không phải là nhà con biếu cô để ăn lấy thảo đúng không? À, mà là nghi ngờ tôi gì ăn cắp đồ nhà cô à? Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Tại ba con nghi ngờ cô ăn cắp cái tờ trúng độc đắc của ba con á. Trong cái đống vé số đó là có hai cái tờ trúng độc đắc đó cô. Cái gì? Trúng độc đắc à? Vé số à? Dạ. Sao cô thấy cái đống ở trên đấy nhưng mà nghĩ là ba con dò rồi nó không trúng. Rồi cô để nó đâu rồi? Mà giờ cô không nhớ nó để đâu hết hả? Con tìm trong đây là không có rồi đó. Chết rồi. Trời ơi không có nhớ. À hình như lúc nãy cô dùng cả quán hủ tiếu trong thùng rác thì sao ấy. Đi đi tiếu. Trời ơi 4 tỷ là mình đó. Đi. Hả? Sao bây giờ nó. Hồi nãy cô để ở đâu cô nhớ không? Không có nhớ. Lúc nãy ngồi đây nhưng mà. Ngọc. Sao rồi con? Sao rồi con? Sao rồi? Hả? Cô để đâu cô cũng không nhớ nữa. Nè nè nè. Dây số tôi cô để đâu? Anh Hùng. Cái gì? Bây giờ em thống nhất. Ai tìm thấy cái tờ vé số độc đắc đấy là của người đó. Cái gì vậy? Trời ơi. Vé số tôi mua mà tự nhiên rồi giành là sao? Trời ơi cô ơi, cô là cô khôn nhất luôn đó. Vé số của ba con tự nhiên hả? Cô làm mất xong giờ cô nói là của cô là sao? Nếu mà không có 400 ngàn của cô ấy thì ba con lấy tiền đâu mà mua? Thật chứ. Sao ba? Tìm đi, tìm đi. Anh không. Gì? Ơi. Cái tờ đó là số bao nhiêu? Đại nào? Tôi đâu có ngu. Trời ơi, một người tham lam như cô tự nhiên cho biết là số độc đắc số bao nhiêu hả? Không có đâu. Này, anh không bà cần nói nhá. Tôi cũng biết lúc nãy tôi đánh dấu rồi. Bây giờ tôi đi tìm. Ơi, nghe kỹ rồi. Bên kia họ đang kiếm mấy tờ giấy số độc đắc ở dưới sàn kìa. Nghe coi. Đại nào, số nào. Anh trai, dở dùm cái giò lên cái. Ơi, cái mấy này luôn, mấy này. Ơi, cảm ơn anh tiếp đi. Gom hết mấy giờ cái số dưới sàn đi. Ừ. Ê, không được gom. Không được gom, đứng đi tiền con. Qua đây, không được gom. Không được gom, giấy số là của tôi hết mà. Không, ai cho gom, lụm trúng, tờ trúng là đi lãnh hả? Không có được. Bây giờ, được rồi, bây giờ là có cách này nè. Bây giờ tôi sẽ cho tiền, ha. Là lụm hết tất cả giấy số, đưa cho tôi cho hai đứa 1 triệu, được chưa? Đó, ok. Ok ha. Khoan, chị cho 4 triệu. Ê, kẹo ngon nè, chốt. Hả? Khoan. 5 tỷ. Cái gì vậy bà? Tờ giấy số của 2 tỷ mà cho 5 tỷ. Rồi, tại mất 2 tờ giấy số. Tới 4 tỷ rồi. Cho 5 triệu. Ừ, 5 triệu hả? 6 triệu. 6 triệu là con số cuối cùng chưa? Chốt 6 triệu. Trời ơi. Ok, chốt. Trời ơi, đúng không lấy. Cái cô quanh này tham lam thì cái chứ. Tụi con tìm. Hai tờ này không ba? À đúng rồi. Hai tờ là đúng là hai tờ độc đắc rồi đó. Trúng rồi. Tìm lại được rồi. Cái gì vậy? Tìm lại được rồi. Hai tờ là đúng chính xác rồi hả? 6 triệu vô đây. Đó đó đây nè. Tụi thu gom xong hết rồi đó. Chính xác rồi. Mày á, tao nói nè, khi nào mà tìm được tờ trúng thì mới được chứ. Ủa mà chị chỉ giao là gom hết thôi chứ con nấu tờ trúng đâu. Cái gì? Về rồi. Ê, giờ phải nhanh giờ đi. Ê, bây giờ đúng không? Bây giờ mà nếu mà tụi con mà nhảy lên vậy là giật tờ giấy số, có phải rách không? Mà rách là đâu ai lãnh được không? Đúng không? Đúng không? Tờ giấy số phải còn nguyên vẹn. Bây giờ vậy nè, tờ giấy số này tổng cộng là sẽ có 4 tỷ đúng không? Đúng không? Thì sau khi lãnh xong, tôi chia cho cô Oanh 1 tỷ được chưa? Ừ. Có cái gì sai ta? Sao sai? 4 tỷ mà em có 1 tỷ á? Ừ. Đúng rồi. Đâu có được. Trời ơi, sao mà cô tham được giấy số tôi mua mà? 50. Đúng rồi, 50. Bây giờ ý còn sao? Là 2 tỷ đó hả? Ừ. Sao cũng được bơi. Chị Đại chứ con đứng thế này cũng mỏi quá. Được rồi. Vì con trai tôi nó quen với con gái của chị, tôi đồng ý chia đôi. Mày bỏ cái tay đi. Cầm làm gì vậy? Xích nè. Xích.
ăn đi, ăn trong mùi hôi xương máu người khác đi. Ôi giời ạ. Nè, ăn luôn đi, có đâu không trúng. Biết ạ. Cái này số không trúng mà. Ê, gì? Có khi nào anh đưa cái tờ không trúng cho tôi không đấy? Trời ơi, trời ơi, sao mà cô nghi ngờ nhiều thứ quá. Ê, đã tham lam còn nghi ngờ nữa. Để tôi kiểm tra, kiểm tra lại cho chị coi. Dạ, đây em dò cho. Dò đi. Trời ơi. Rồi đó, thấy trúng là được, đừng có xỉu nha. Tôi dò nhà tôi xém xỉu rồi đó. Ê! Trúng rồi! Đúng không? Độc đắc phải không? Độc đắc phải không? Đúng không? Giải tám cho nội. Cái gì giải tám? Ở nhà dò độc đắc luôn hoàng sao giải tám được? Ừ. Hả? Cái sao giải tám được? Giải tám? Đâu? Được coi coi. Làm sao mà giải tám được? Kỳ vậy ta? Đâu được, đưa tôi coi. Giải tám đâu? Trời ơi, giải tám mà làm như... độc đắc. Của anh hả? Ủa sao? Trời ơi. Chúng tôi giải tám làm gì ghê gì trời? Lộn đài rồi. Chắc là chúng có vào lộn đài hay là lộn tờ nào nữa không? Cũng có thể là ở nhà lộn đài. Đúng số này mà đây nè, cùng số nè, đâu ai đâu nó hai số nè. Vậy chắc là lộn đài. Ủa bà chị với đâu rồi? Bà chị với đâu rồi? Đi rồi. Còn 6 triệu tôi nữa. 6 triệu tôi đâu? Đi rồi. Ê chạy. Trời ơi, hai khùng. Kỳ này con về con lấy cái này con cắt cho ba cái kiến cận. Thôi được rồi. Té đào không chết luôn chạy tay. Dạ, giải tám thì cũng 200 ngàn. Mà mỗi tờ 100 thì ăn hủ tiếu đỡ đi ha, hai đứa. Sự nhầm lẫn tai hại của ba khiến mối quan hệ của nhà tôi với nhà Yến ngày càng thêm xa cách. Và khi những tờ giấy số đó không là độc đắc thì giấc mộng có một căn nhà riêng như ngày xưa của Minh Ngọc cũng tan tành. Nó bắt đầu quay ra hạch sách, giám sát tôi đủ điều vì số tiền tiết kiệm trước đó mà nó cho tôi mượn đến giờ vẫn một vốn mà chưa có 4 lần. Xong phiên live này thì Minh Anh sẽ tạm up nha mọi người ơi. Hẹn gặp tất cả mọi người vào 19 giờ tối nay nha. Bye bye. Đó là thái độ bình thường. Giống như khi các sắc tin tưởng vào ai đó, họ sẽ không ngần ngại mà rút vốn đầu tư. Nhưng khi thấy một vốn đi từ lâu mà 4 lời vẫn chưa quay lại, thì họ sẽ sốt ruột và quay sang khe mình là điều đương nhiên thôi. Cho nên không việc gì phải bận tâm và lo lắng. Minh Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Khi bắt trúng tâm lý họ rồi thì tốt nhất cười thân thiện là quốc sách. Vì họ đang chuẩn bị đòi lại vốn nè. Hả? Em kêu anh hả? Em không nghĩ là anh lấy tiền của em để làm mấy cái chuyện tầm thường như thế này. No, em sai rồi. Phải có tầm thường thì mới tới giai đoạn phi thường chứ. Bây giờ muốn chị lớn, muốn làm lớn thì ít ra phải có 1-2 tỷ chứ. Được rồi, ok. Vậy thôi cứ mỗi tháng á, gom cả gốc lẫn lời đưa cho em là được. Bậy nữa. Tiền lời thôi. Vốn em đưa cho anh cũng phải tiếp tục đầu tư kinh doanh chứ. Anh ơi, anh biết tính của em mà. Anh em là anh em, tiền bạc phải rõ ràng. Thì 3 tháng sau đi, anh trả cho. Không. Thôi mà, năn nỉ á, 3 tháng sau đi ha. Em quyết định rồi, cứ vậy mà làm đi. Ngọt. Nhỏ này nó làm sao hả ta? Hi. Ba kêu con xuống có gì không ba? Thì hồi chiều nè, ba tình cờ nghe cuộc nói chuyện của hai anh em tụi con. Minh Ngọc à, con với Minh Anh á, là cặp song sinh. Có nhất thiết là mình phải tính toán tỉ mỉ rành rọt như vậy không? Ví dụ như những người ta xa lạ với nhau, người ta có thể là tính toán sát phạt nhau, trong khi hai đứa con là anh em ruột mà. Con bắt buộc phải làm như vậy. Ba thấy không, Minh Anh đường đường là một du học sinh 5 năm trời du học ở nước ngoài về, khởi nghiệp bằng công việc gì không biết, đi bán hàng online. Ba là ba của anh, ba không thấy sót hả? Ba thấy con nói vậy giống y chang như mẹ con á, muốn áp đặt người khác giống mình. No, con không có giống mẹ. Con cũng không áp đặt ai hết. Chẳng qua là con đang kích thích tư duy cho anh hai sáng tạo, cho anh hai mở rộng đầu óc ra. Mình phải biết nghĩ lớn, làm việc lớn. Chứ không có đời nào đàn ông mà vô bán hàng online rồi gói từng gói quà như vậy được. Sao ba chấp nhận được không? Rồi con có hiểu là anh hai con nghĩ gì không? Đâu cần phải hiểu cái gì. Suy nghĩ như thế nào là nó thể hiện ra bên ngoài y chang vậy mà. Với một người đàn ông mà tư duy hạn hẹp như anh hai,
cứ như vậy hoài ha, là mãi mãi chỉ là một thằng bán hàng online mà thôi. Sao cách nói chuyện con giống hệt với mẹ con? Con cũng nói với ba rồi, là đàn ông thì mình phải có chí lớn, mình phải biết mở rộng tầm mắt, mở mang đầu óc, phải biết suy nghĩ những công việc lớn lao để mới được thành công. Trời ơi, con không chấp nhận cái việc một người đàn ông mà đi bán hàng livestream ha, livestream rồi đi đóng gói từng gói quà, từng gói hàng, con không chấp nhận được. Ba cứ là cô Tấm, là người tốt đi, con đóng vai phản diện cho ba đừng lo. Ba là đàn ông đâu sao mà làm cô Tấm được, chẳng lẽ con ác là con làm gì ghẻ hả? Ghẻ gì, bây giờ con chỉ còn làm con cám thôi là con thấy con đủ ác rồi đó. Bây giờ nói chung là không có nói gì hết. Ba là người tốt, con sẽ vào vai phản diện. Ba phải nghe đi con, con nói không bao giờ sai đâu, con nói thiệt. Nhất trí vậy nha. Nhất trí, nhưng mà đừng có giống mẹ con lắm nha, vừa vừa thôi. Rồi, đưa tay đây. Vậy đó. Con đi lên đây. Cẩn thận nha. Nặng trời đó. Ơi sao chị không nói đem sách phụ cho. Trời ơi có gì đâu. Trời ơi sao, ủa sao chị nói là chị kêu shipper đem qua mà chị tự đem qua chứ chưa cực vậy. Trời ơi có cái gì đâu, sẵn chị đi công việc của chị á, rồi tiện đường chị đem qua cho em luôn thì sẵn. À em hiểu chị muốn nói gì mà. Thôi chị thông cảm nha, em chắc chắn với chị luôn á, xong cái phiên live ngày hôm nay nè là em sẽ trả đủ tiền hàng hai đợt trước em nợ chị ha. Nãy giờ chị đợi có nhiêu đó đó, chị cũng đang định nói với em chuyện đó đó. Vậy thôi nha, chị cảm ơn. Dạ dạ. Quá, ở nhà con tùm lum chân. Dạ em chào chị. Minh Anh. Gì? Trời ơi, anh nói với em á là mấy bữa nay bán ế quá, rồi tiền đâu anh gom đủ 200 triệu anh trả cho chị. Chị, nó là em gái song sinh của em đó. Tính nết nó hay giỡn, nó đâm phá công việc của em vậy thôi chứ giỡn hoài à. Đâu giỡn. Song sinh hả? Dạ. Sao vậy, nhìn hai đứa không có giống gì trơn vậy? Dạ, đây không phải là lần đầu tiên mà em nhận được cái câu nhận xét giống như vậy. Dạ. Vô đi. Minh Anh, chị nói em nghe như vậy nè. Thôi bây giờ chị ở lại đây. Dạ. Chị đợi em livestream xong, có nhiêu chị lấy nhiêu ha. Đâu có được như vậy đâu chị. Sao vậy? Dạ sẵn đây thì em cũng xin phép em thưa với chị là Minh Anh thiếu em tới 300 triệu lận. Dạ em đã xếp hàng đầu tiên rồi, chị quay vô ô mất lượt rồi, em chúc chị may mắn lần sau nha. Ê chị. Thôi Minh Anh, bây giờ chị nói em nghe nè, hôm bữa cái tiền nợ em thiếu chị hai lần hàng đó. Dạ. Em coi tranh thủ thứ năm này trả đủ trả hết cho chị. Bên chị khách hàng toàn là tiền tươi không à, mà người ta giành giật nhau mới có hàng chứ, còn chị đã nể em lắm rồi, ưu tiên cho em rồi mà em cứ làm ăn kiểu này sao chị buôn bán, khách làm như em là chết chị luôn á. Dạ đúng rồi chị, ai cũng như em chắc chị chết á. Chị không cản giùm em đi chị. Dạ chị về cẩn thận nha chị. Dạ em không tiễn chị nha chị. Dạ đi về đây rồi. Hả, làm gì vậy? Hả, phá đám hả? Minh Anh ơi, em là em đang cứu anh khỏi cái sự là nợ nần chồng chất đó. Minh Ngọc, anh biết là em giỏi hơn anh, nhưng mà làm ơn đi, em tập trung với công việc của em đi, để cho anh kiếm sống với. Tiền anh nợ em, anh nói anh trả là anh trả, anh có quỵt đâu mà làm thế ghê vậy. Minh Anh ơi, cái em cần á là một Minh Anh sao tự tin sáng ngời, ý chí lớn, làm việc lớn, chứ không phải một Minh Anh đi bán hàng online. Trả của Minh Anh ngày xưa đây cho em. Ok ha, anh cứ like đi, em phá cho anh coi. Minh Ngọc, Minh Ngọc á, nó thuê nguyên đội IT để phá cái buổi livestream của con hả? Trời ơi, con nhỏ này thiệt là quá đáng. Con biết là Út nó thương con, nhưng mà
nó đâu có hiểu được là cái này cũng đâu có muốn làm đâu. Nhưng mà đặt trong hoàn cảnh của con đi, con còn có thể làm cái gì khác nữa hả ba?